Trên con đường di chuyển về trung tâm của thành phố biển Nha Trang, chúng ta sẽ đi trên hai cung đường kết nối với nhau một đoạn ngắn thôi quý vị. Và nó sẽ có những cái điểm rất quan trọng để nối đến với thành phố biển Nha Trang này. Thì đây là con đường Phạm Văn Đồng. Có thể nói rằng vào những năm gần đây, khu vực của phía bắc thành phố biển Nha Trang, tính từ cầu Trần Phú đến khu vực của Bãi Tiên, hay người ta đã phát triển rất nhiều bằng một con đường ven biển rất đẹp. Và kèm theo đó là những cái khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao, 5 sao mọc lên rất nhiều. Bãi tắm được cải thiện với độ lài tốt và các bạn trẻ cũng như các du khách ở tất cả các vùng đất rất là thích đến đây. Thì để kết nối giữa hai con đường này thì chúng ta sẽ đến với cây cầu. Trước khi đến cầu Trần Phú, quý vị hãy nhớ nếu đi hướng từ Phạm Văn Đồng trở về thì chúng ta sẽ đi gặp được con đường Tháp Bà, một con đường trải dài khoảng gần 500 mét thôi, nhưng hai bên nó là hàng quán bán về các món ăn rất quen thuộc của vùng đất biển, đó là các món hải sản, rồi một số món ăn của người dân địa phương. Bên cạnh đó là con đường ven một dòng sông rất lớn mang tên là Cù Huân. Thì chúng ta đã biết, chúng ta đã đến được cây cầu Trần Phú, và đây là cây cầu rất nổi tiếng cũng như kết nối và phát triển về phía bắc cho thành phố biển Nha Trang. Trên cây cầu Trần Phú này, nó sẽ nối giữa khu vực phía nam là con đường Trần Phú quen thuộc với chiều dài 7 cây số, phía bắc là con đường Phạm Văn Đồng cũng dài khoảng 7 cây số. Ở giữa là dòng sông chính, người ta còn gọi là dòng sông cái, và anh chị sẽ hay nhắc đến cái chữ Cù Hưng, là đây là cái cửa Đại Cù Hưng. Dòng sông cái này của Nha Trang cũng gắn liền với tên gọi của thành phố Nha Trang. Theo các nhà ngôn ngữ học, họ gọi vùng đất này vì khi đến đây thì người Chăm Ba phía bên chút xíu ở trên hơi trên thượng nguồn, chúng ta sẽ nhìn thấy được một ngôi tháp Chăm. Thì người Chăm Ba sinh sống phát triển vùng đất này, họ gọi dòng sông cái đó là dòng sông với những cây lao, cây sậy hai bên rất nhiều, nên họ gọi đó là dòng sông Lao Sậy. Và tiếng của người Chăm người ta sẽ gọi là Gia Trang. Và từ khi đó người Việt đến, người ta đã đọc cái tiếng Gia Trang đó thành hai chữ rất quen thuộc mà ngày hôm nay quý vị ai cũng biết đến và ai cũng muốn được những lần nghỉ dưỡng tại thành phố nghỉ dưỡng đẹp này, đó là thành phố biển Nha Trang. Và khi chúng ta bắt đầu đi vào bên trong, càng vào bên trong này thì chúng ta sẽ thấy được nhiều hơn những cái công trình gắn liền với sự hình thành phát triển của Nha Trang. Ví dụ như Viện Pasteur, rồi quý vị sẽ thấy được con đường Dạch Xin gắn liền với một cái người nước ngoài, châu Âu, nhưng mà gắn bó cuộc đời mình cho vùng đất Nha Trang, cho vùng đất Suối Dầu, cho vùng đất của Đà Lạt, đã giúp cho những nơi đây phát triển phồn thịnh và ngày hôm nay trở thành một điểm đến đẹp, thu hút những người du khách. Mà khi quý vị đến thì hay nghe người ta nói rằng ai về Bình Định thăm cha, Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em, thì người tỉnh Khánh Hòa đã được ví như là một cái người em gái mỹ miều, kiều diễm, xinh xắn, luôn chào đón tất cả quý vị đến để nghỉ ngơi, để vui chơi và giải trí. Và đó cũng sẽ là những cái điểm nhấn khi quý vị đặt chân đến với thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Chúc quý vị có những chuyến đi đến với thành phố biển này thật tuyệt vời và sẽ có những giây phút thư giãn.